Chiều ngày 9 tháng 11, Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, thành viên ban chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Trong 10 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ tai nạn và 7 người chết, 2 người bị thương, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, tăng 1 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường, vượt xe không đảm bảo an toàn, đạp nhầm chân ga. Thời gian xảy ra tai nạn chủ yếu vào giờ cao điểm, lúc đông người tham gia giao thông từ 5 giờ sáng đến 21 giờ lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện trên 800 lượt tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử lý 1.035 trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ 679 xe mô tô, 4 xe máy điện, 352 bộ giấy tờ các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều, quá tải trọng. Đã triển khai thi công xong 50 năm công trình hạ tầng giao thông từ nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp huyện năm 2020-2021. Công tác thông tin tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai tích cực với nhiều hình thức phong phú, qua đó đã có phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công an huyện chủ trì phối hợp với các xã thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện thực hiện 7 buổi tuyên truyền đến từng khu dân cư, từng thôn xóm với sự tham gia của 7.230 lượt người. Về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, Ủy ban dân huyện đã cấp 195 giấy phép xây dựng cho tổ chức cá nhân kiểm tra giả soát 510 công trình xây dựng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, có 4 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có một tổ chức và 3 cá nhân xây dựng sai quy hoạch, được duyệt và xây dựng không có giấy phép xây dựng. Ủy ban dân huyện đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tham mưu Ủy ban dân thành phố ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 130 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Sau khi nghe báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021 và ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Huy Hoàng ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của, của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban dân huyện giao ngành thường trực phòng kinh tế hạ tầng bổ sung một số nội dung đánh giá tồn tại hạn chế về công tác an toàn giao thông để đưa ra những nhiệm vụ giải pháp trong đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, đồng thời quy trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương. Đồng chí yêu cầu các cấp ngành từ huyện đến các xã thị trấn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phải thực chất sát đúng, đi vào trọng tâm về an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, thống kê giả soát hoạt động của các xe tự chế để có biện pháp xử lý nghiêm, tăng cường chấn chỉnh hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo đường thông hệ thoáng, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, lắp đặt thêm gờ giảm tốc, hệ thống biển báo tại các điểm đen an toàn giao thông, tiếp tục tăng cường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng. Đồng chí nhân mạnh các ngành, đơn vị, các địa phương cần quan tâm làm tốt công tác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn đây cũng là căn cứ để chấm điểm thi đua vào cuối năm